Can thiệp, chăm sóc dinh dưỡng sớm cho phụ nữ mang thai là khởi đầu cho một thế hệ trẻ em có thể lực, tầm vóc, trí tuệ và chất lượng cuộc sống trong tương lai. Hiểu được tầm quan trọng này, Hội nghị dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 9 năm 2020 diễn ra vào ngày 21 tháng 11, tập trung vào chủ đề can thiệp dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và trẻ em. Đây là hoạt động thường niên do Hội dinh dưỡng thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Hội dinh dưỡng Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm cập nhật những kiến thức mới về dinh dưỡng cho những người làm chuyên môn. Kính thưa quý vị đại biểu, việc chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em không những chỉ cải thiện được tình trạng dinh dưỡng của cá thể phụ nữ mang thai, cải thiện được tình trạng dinh dưỡng của trẻ sơ sinh, mà xa hơn nữa có thể thay đổi được chất lượng giống nòi thông qua việc phòng ngừa các bệnh mãn tính không lây thế tục. Ngoài ra thì can thiệp dinh dưỡng còn giúp đạt được một mục tiêu quan trọng của quốc gia, đó chính là giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao tầm vóc thể lực cho người Việt Nam. Liên chi hội dinh dưỡng thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các hội hoạt động năng nổ và hiệu quả của Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều đóng góp trong việc cập nhật, nâng cao kiến thức, năng lực thực hành dinh dưỡng cho cán bộ y tế thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn và đào tạo liên tục. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Liên chi hội dinh dưỡng thực phẩm còn hoạt động tích cực trong công tác cung cấp thông tin và tư vấn về dinh dưỡng cho cộng đồng thông qua các kênh truyền thông sức khỏe và tích cực đóng góp cho các công tác xã hội thiện nguyện. Đặc biệt là trong mùa Covid-19 vừa qua, Liên chi hội đã cùng với Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình truyền thông tư vấn sức khỏe thông qua chương trình kênh truyền thông tư vấn của Alo Bác Sĩ để truyền đãi đến cộng đồng nhiều tư vấn về vấn đề dinh dưỡng liên quan đến mùa Covid-19 và đã đóng góp rất nhiều hiện vật để phục vụ cho công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu. Chương trình Hội nghị dinh dưỡng mở rộng lần thứ 9 đi sâu vào đối tượng phụ nữ có thai và trẻ em nhằm cải thiện và điều chỉnh tình trạng dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em, an toàn cho mẹ và giảm suy dinh dưỡng thấp còi cho con, góp phần nâng cao tầm vóc thể lực cho người dân Việt Nam. Chúng tôi tin rằng hội nghị hôm nay là dịp để các cán bộ y tế, cán bộ chuyên ngành dinh dưỡng tại Việt Nam chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn với các nhà khoa học có uy tín, các giáo sư chuyên ngành dinh dưỡng, dịch tễ, miễn dịch khoa học thực phẩm và đặc biệt là các bác sĩ sản khoa và nhi khoa. Ngày 12 tháng 11 thì đã trình Bộ trưởng Bộ Y tế ký thông tư số 18 là hướng dẫn quản lý về mặt dinh dưỡng, tiếp tục thay thế thông tư trước, tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Bộ Y tế, của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh tới hệ thống dinh dưỡng nói chung và dinh dưỡng lâm sàng nói riêng trong hệ thống khám bệnh chữa bệnh trong các bệnh viện. Chúng ta biết ăn là thuốc, điều trị mà không có dinh dưỡng thì chắc chắn là không bao giờ đạt được kết quả tốt. Hội nghị năm 2020 thu hút sự tham dự của 350 đại biểu đến từ 105 bệnh viện trên 29 tỉnh thành cả nước. Hội nghị năm nay có 14 bài báo cáo của các chuyên gia hàng đầu về quản lý, dinh dưỡng, can thiệp thực phẩm, sản khoa, nhi khoa, đặc biệt là chuyên ngành sơ sinh, tập trung vào 4 chuyên đề chính liên quan đến cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ có đái tháo đường, tăng huyết áp thai kỳ và ứng dụng các kỹ thuật trong can thiệp tiết chế dinh dưỡng cho phụ nữ, trẻ em. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.